Xin chào cô chú anh chị trên kênh Hương Trần nha. Đi xe 16 chỗ xuống cô chú anh chị. Mà thôi chuyện của nhà của người ta để người ta đi, mình lên mình lại được rồi. Để cho cô chú anh chị xuống đi đầu nhang đây là mình về nhớ À, đi xe 16 chỗ luôn cô chú anh chị ơi, à, rất là đông. Sao tôi coi cái ông này nào? Hết trần phải không? Wow, đúng rồi. Biết tâm sĩ phố. Coi coi dữ lắm. Bây giờ thì mấy cô cũng mấy cô là fan của Hồng Loan đúng không? Trời ơi, fan Hồng Loan nha cả nhà. Trời ơi. Đây là mấy cô có điều gì gửi gắm đến Hồng Loan nè. Long An chị ơi, chị có điều gì gửi gắm Hồng Loan chị? Rồi bây giờ là cô lên đây là phải là cũng là fan Hồng Loan, fan luôn. Vậy là fan của Hồng Loan phải không chị? Phải không? Chị là mấy chị là ủng hộ cho Hồng Loan hay sao? Nghe nói fan Hồng Loan. Bên đây là cái gì lại phải? Bên lễ phải thôi. Bên lễ phải là bên 50 ấy. Vậy là ai phải thì cô theo. Gió chiều nào cũng theo chiều đó. Gia đình thì cô không biết gì hết mà chỉ biết anh Vũ Linh thì mình cũng vậy. Thích nghe anh ca rồi ảnh cũng là người rất đàng hoàng nên cô đến đây thắp hương làm. Từ Long An lên cô chú chị ơi. Quá. Từ Long An lên nha, đi xe 16 chỗ. À, hôm nay là đến viếng mộ cậu. Cũng cảm ơn mấy em, nghe nói là mấy em cũng đến đây hôm đó nay cũng giúp anh Vũ Linh đồ phần mộ cũng vui vẻ. Khi là chết thì như được anh Vũ Linh vậy là rất là vui. Không có ai được như cậu. Đúng rồi, chưa bao giờ, chưa từng thấy. Mỗi nhà coi trong điện thoại á, cô cũng thường hay khóc thương ảnh. Anh có giọng ca rất là hay. Đây là cô rất thích. Ở đây nó đại ngầm miền Tây kìa. Cô ở ngoài cô gặp con Năm bao giờ chưa? Chưa. Thấy trong coi TV không ạ? Thấy coi TV rất là thích. Thích ảnh rất hiền, đẹp trai, hiền mà dễ thương. Thấy là thích. Ai quay cho lại em. Cho cô thắp nhang nha. Từ đây cô thắp nhang đây rồi cô tham quan chút xíu đi, cô mình muốn tư vấn gì tiếp. Cái biết anh Hằng Trần cho tâm sự phố không? Mấy cô cô là một đại gia chính hiệu ở miền Tây. Đại gia ngầm quá tuyệt. Đất là bao la, cò ai gãy cắm. Trời ơi, ngon dữ vậy trời. Ôi, toàn đại gia Việt Kiều lại thăm cậu không? Đại gia thì Việt Kiều mấy nước luôn, nhiều nước. Chị đi chung á, nói là cô là đại gia ngầm. Có nghĩa là nhìn cô vậy thôi chứ là đất đai gì luôn. Đất đai, vàng bạc, đồ rất là nhiều luôn. Nhìn cô thấy giản dị không? Y như cậu Năm vậy, giản dị. Nhưng mà tài sản là bao la. Không, mà tôi sợ nhất là mấy người giản dị á. Tôi sợ mà nói là mấy người giản dị là tiền nhiều lắm nha cô chú anh chị. Mấy cái anh quần đùi đồ đó, mấy cái cô quần đùi đồ đó ha, là tiền không? Ủa, mà mấy cô này mặc quần dài mà. Không, mặc đồ giản dị cũng giống như là anh thấy cái ông chủ của Facebook không? Mình đại là quan cái từ đại biểu không? Rất là bình dị. Nhưng mà tài sản là kết xù. Ở nhà cô có cậu có về với cô. Tôi coi clip đó tôi nói mấy bà cái ông Khương Tài nghèo nó vui quá mà nói chung là clip nào mấy em chú nào anh nào cũng là vui, tất cả vui hết chứ không phải là riêng một mình ông Khương Tài, nhưng mà ông Khương Tài nghèo nói tiếng nhiều nhất. Có không? Có tại nó tiếu cho mọi người nhiều khi coi cho nó vui. Ôi, thấy mấy anh mà cho mẹ tuổi dưới khán giả người ta mừng lắm, người ta mừng lắm. Có số người ta đi không được người ta nói tức ghê luôn á. Hôm nay nó có được ai lên đây cũng mừng á. Nói ổng đóng bất cứ đóng với ai cũng được, nhưng mà nghe về vô cả lương, nghe cả lương á là coi ổng, có ổng là coi, có ổng là coi. Đêm nào cũng bắt clip mấy em quay thấy làm gì làm thấy hết mà. Dạ. Luôn
thấy ổng thương thương. Nãy vô cổng thấy cái hình là muốn rớt mắt rồi đó. Cái hình ngoài cổng đã là ổng là ông làm có nướng rồi mà. Quan có nướng rồi. Thì chị hay nghe những cái vở tuồng của nghệ sĩ Vũ Linh thì chị thích nhất là vở nào? Coi như tuồng nào cũng thích hết, nhưng mà thích nhất là cái tuồng nào chị Xuôi, hai cõi. Thì không chắc gì mà ba mấy người có bầu quýt áo. Trời ơi, đừng nói vậy. Cái tuồng mà ổng đóng cánh cải trạng nguyên á. Nói chung là tuồng nào cũng thích hết, không có tuồng nào hay lắm, không có gì, xã hội mắc cười cũng chết luôn. Hay vậy còn. Không biết cái cái mày gì sao ông nội lương tâm á. Coi là khóc luôn hả? Coi xong là khóc luôn hay sao? Hầu hôm là cứ coi tóc lùi già ra. Nhưng em hỏi chị là coi không? Xong khóc hay là cười? Thất cười là thất cười, hồi ổng đóng với viếm cái mẹ. Có nghĩa là ở trên thì hát, ở dưới liếm cái mẹ thì hát được. Con hỏi cô này, khi mà coi xem những cái vở tuồng của nghệ sĩ Vũ Linh thì cô khóc luôn. Coi xong khóc hay là cười? Khóc luôn. Coi xong rồi thấy hát hay quá chứ không. Quá tuyệt vời. Qua lúc mà mắc là khóc luôn á. Quá tuyệt vời. Lúc mà anh Vũ Linh chết là khóc luôn. Chú áo vũ đạo em thấy tuyệt. Phải còn sống nữa là hát cho bà con mình nghe. 80-90 tuổi hả chết ha. Bây giờ chết sớm quá. Tiếc ha cô ha. Tiếc cho cậu luôn. Nói chung ra là anh Năm này là 90 chết cũng được. Ok. Ok. Thôi dầm dầm lúc nha. Quý hóa quá, đại gia từ Long An lên quý vị ạ. Các cô đây là đại gia phải không? Không, bình thường. Bình thường. Dẫu đại gia, mấy đại gia với dẫu làm gì trời. Long An chung chỉ đợi chờ. Dân Long An mà không khai bản Long An là thôi chết luôn. Thôi để cho mấy anh quay chứ mà thả ca là mấy anh không có quay được thôi. Được luôn. Không, ở bên Long An nhiều đờn ca tài tử hát rất là hay nha. Long An là tuyệt vời nha cô. Tuyệt cú mèo luôn. Tuyệt cú mèo là cái gì? Cá cải lương. Đờn ca tài tử không? Ờ, đờn ca tài tử. Nói chung cách bánh miền Tây là rồi mấy cô cũng vô thắp nhang đi một chiếc xe 16 chỗ, thực sự mà nói là cũng còn đầy dây dài của chú chị ơi. Không có mình là sáng đi làm chung với cái nó chuyện sao vậy đó. Ổng làm công ty làm vườn, cô làm vườn cầm canh, làm cỏ rồi đi hái canh rồi vậy đó. Đã đốt ngay chỗ cái đèn ha con, đèn cày á, đèn cày á. Để mấy cô thắp nhang này của chú anh chị ơi.